Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện. Sáng 24 tháng 10, luật sư Phùng Thanh Sơn, đại diện pháp lý của bà Đặng Thùy Trang cho biết đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 ngày trước về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp có giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang vào ngày 14 tháng 10. Bà Đặng Thùy Trang cho biết vào năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền cam kết trả sau khi thắng giải. Theo bà Trang, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên quỵt tiền nợ. Đến tháng 4 năm 2019, Thùy Tiên hẹn bà ra một quán cà phê ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây, Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ. Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc Thùy Trang vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng căn cứ là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của mà còn trà đạp danh dự nhân phẩm, khiến sức khỏe tôi bị suy sụp, bà Trang chia sẻ. Bà Trang trao đổi thêm, các thành viên trong gia đình cũng trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Nhiều fan của Thùy Tiên đã tấn công gia đình bà Trang trên các nền tảng mạng xã hội. Họ, những người sử dụng mạng xã hội được xem là fan Thùy Tiên, luôn lôi các thành viên trong gia đình tôi, nếu đích danh họ vào các cuộc tranh luận để bịa đặt. Ngay cả những đứa trẻ con tôi, đứa bé khiếm thính lớn nhất mới 11 tuổi, đã bị ngang nhiên xâm phạm không thương tiếc, bà Trang nói. Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên gửi công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử lý hành vi vi phạm hành chính của chủ tài khoản Đặng Thùy Trang vì người này đăng hình ảnh, sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội, đồng thời có nhiều lời lẽ từ ngữ ám chỉ vu khống Thùy Tiên liên quan vụ môi giới mại dâm của Lê Hoàng Long mà Bộ Công an đang điều tra. Ngày 27 tháng 9, Sở đã mời chủ tài khoản Đặng Thùy Trang lên làm việc. Sau quá trình xác minh, chủ tài khoản Đặng Thùy Trang có địa chỉ thường trú ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ và hiện cư trú tại Lâm Đồng, vì thế Sở không có thẩm quyền xử lý vụ việc theo tố cáo từ Thùy Tiên. Vụ việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên vướng vào scandal quỵt nợ 1,5 tỷ đồng của bà Đặng Thùy Trang gây ồn ào nhiều năm qua. Thời điểm ấy Thùy Tiên phải mở họp báo giải thích. Cô đưa theo luật sư để giúp trình bày vấn đề cụ thể trước các phóng viên. Theo lời giải thích của Thùy Tiên, cô bị bà Đặng Thùy Trang lừa ký và in vân tay vào giấy nợ. Khoản tiền này được cho là dùng để hỗ trợ cô trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, Thùy Tiên khẳng định cô chưa từng nhận bất cứ khoản tiền nào hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang dù đã ký giấy vay nợ. Lý do có tờ giấy đó tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí. Cô trả lời báo chí trong buổi họp báo ngày 7 tháng 5 năm 2019. Luật sư của Thùy Tiên cũng khẳng định không tồn tại hành động nhận tiền hay hỗ trợ tiền bạc giữa hai bên.